5% chi phí nhập hàng chứ. Nói lại lần nữa nè, 62 đô mình sẽ mất đi 10% VAT. Thời đó mình nhập là 10% với 5% cước tàu rồi đó, thì mình sẽ nhân cho 15% bằng, rồi mình sẽ nhân cho 20, thời đó mình nhập là 23.500 là 1.675.000 là giá vốn đã bao gồm 10% VAT đó. Thì bây giờ trong chương trình Việt Build này mình quyết định sell cái dòng máy này cho tất cả quý khách hàng giá là 1.350.000, có nghĩa cộng 3 đó, đang đốt đũa 3 ly 2 nha quý khách hàng nha. Dạ, kính chào tất cả quý khách hàng thương mến quay trở lại kênh Máy Hàng Em Quyền nha. Đầu tiên là mình dạo vòng chơi đi, rồi mình sẽ vô chương trình sale đi chơi vòng. Rồi bây giờ mình sẽ vô chương trình sale liền. Đây là những cái dòng máy mà rất là cao cấp mà trước giờ nó mắc nhất cho nên chưa có đem ra sale. Quý khách nào mà không tin thì cứ tra ở trên trang Alibaba hoặc trang Taobao á, hoặc là AliExpress. Thì đây là cái dòng máy do cái nhà máy đầu tiên sản xuất và chế tạo ra tại bên Trung Quốc với công nghệ là LCD tiên tiến. Rồi sau này á, vừa rồi mình có bán một mớ với giá là 1.000.000 đồng á, là nó học của công nghệ của cái hãng này. Đây là cái hãng đầu tiên làm ra cái dòng máy hàng cầm tay. Thì mình mang đến trong cái triển lãm Việt Build này là tổng đây 6 máy. Thì nhân cái triển lãm Việt Build này thì mình làm cái video sale đầu tiên là cái món này. Mình đang có mặt tại triển lãm Việt Build, lúc giờ này đang là 13 giờ 15 phút. Tranh thủ lúc mà đang khách đang đi ăn cơm á, mình sẽ làm cái video này để gửi những quý khách hàng nào coi online. Rồi đây mình sẽ khui ra. Nói một cách khác, đây là cái dòng máy đầu tiên người ta sáng tạo ra, và cái giá vốn mình nhập á, chút xíu mình sẽ công khai cho quý khách hàng coi luôn. Thời điểm đó mình là người đầu tiên mang cái này về, giá thành rất là cao, cho nên lý do đó mình không có lấy ra sale trong những cái video và những cái tháng trước. Quý khách để ý nha, cái dòng máy này là dòng máy đại loại là nó là thằng đầu tiên làm ra. Và những cái máy cầm tay mà mình bán gần đây á, là những cái hãng đó là nó học của hãng này đó. Nó rất là xịn, cái dòng máy này nó rất là xịn. Hàng đúng thời điểm đó mình cần gấp để mình cấp trên thị trường, cho nên mình lấy đúng của hãng này. Quý khách không tin có thể tra ở trên trang Taobao hoặc là Baidu. Baidu là trang web của giống như Google của mình á, thì nó là nhà máy lớn nhất làm ra cái dòng máy này. Nó làm cái này để nó xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc đó. Cầm nó nhẹ nhàng hơn, nhưng mà bên trong ruột của nó nè biến thế 100% bằng dây đồng nè đó. Rồi mình sẽ cắm điện, rồi mình sẽ tâm sự với khách hàng vài ba điều, rồi mình sẽ sell cho khách hàng cái dòng máy này. Nhìn nó chắc tay hơn những cái máy trước đây mình đang bán. Máy những trước đây mình bán mình nhập giá vốn là 1.450.000, nhưng mà con này nó mắc hơn rất là nhiều. Nhưng mà cho nên đó lý do tại sao mình phải cắt lỗ, mình thâu hồi vốn trước những cái dòng máy kia đó. Thì cũng khách hàng thương mến đã ủng hộ hết rồi, thì bây giờ mình còn cái dòng này thì bây giờ cũng đành lòng là phải đem ra để bán cắt lỗ luôn, để kết thúc một cái năm cũ, năm 2022. Rồi mình sẽ giới thiệu sơ sơ vậy ha. Rồi mình vô mình cắm điện, mình làm liền cho tất cả quý khách hàng coi. Đây là con máy thứ nhất trong chương trình này. Nó làm mọi thứ nó chắc chắn lắm. Cái khóa này nó cũng chắc hơn cái trong cái máy lô cầm tay đợt trước nữa. Loại khóa này nó đúc bằng cái nhựa, nó không có bị tu, nó ăn vô cái con bù lon này rất là chắc. Đó, mình sẽ làm cho khách coi liền. Và tại sao mình nói con máy này là con máy đầu tiên và nó mắc nhất. Rồi, chào mình nha, cắm điện vô nha.
thì nó cũng giống mấy con kia thôi, nó cho một cái túi, túi này nó dày dặn hơn cái túi kia đó. Rồi trong cái chương trình này á, mình sẽ tặng cho quý khách hàng cái này đi chút xíu đi, để mình tính mình coi lỗ nhiêu rồi tính, bán lỗ mà cũng phải tính nữa, cũng phải tặng nữa. Rồi cắm điện vô, thôi mình cắm trước cái dưới này rồi nè, dưới này mình cắm cái rồi mình làm cho nó nhanh. Đây là công tắc nguồn, tắt nguồn nó, nhấn mở là tắt nguồn nè. Nó bây giờ mình mở nguồn nha, mở lần hai cây luôn đi cho nó đẹp. Rồi mình sẽ mở hai cây nguồn lên. Rồi mời tất cả mọi người theo dõi nha. Đó, mình sẽ mở nguồn hai cây lên, mở cùng một lúc luôn. Đây là phiên bản nội địa rất là tốt đó, toàn bộ đây là chữ Hoa. Tuy nhiên chữ Hoa nhưng mà được cái nó có tiếng Anh cho nên cũng rất là dễ nha, để mình hướng dẫn nè. Máy có dòng thật là 140A, 140A. Màn hình hiển thị là màn hình LCD, bài bản là LCD nha. Nên mình lật ngược cho tất cả quý khách hàng coi đọc cho nó thuận nè. Đó, máy có dòng thật là 140A. Đó. Rồi còn những tính năng của nó thì mình sẽ nói sau nha. Mình sẽ nói về cái vấn đề là 140A thì nó sẽ đốt tốt que gì nha. Đây, yêu cầu của đũa 3 ly 2 ấy, tại mình nhắc để nhiều cái khách hàng sợ là sao nó nhỏ rồi nó làm không được. Thực chất nó như vậy. Đây, 2 ly rưỡi là từ 50 đến 90, 3 ly 2 là 90 đến 140. Thì cho nên đối với dòng máy cầm tay này, đây là con đời đầu, đây là màn hình LCD, thì với dòng thật của nó là 140A thì đũa 3 ly 2 mình xài ok nha quý khách hàng nha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đi vô chi tiết cái những cái tính năng của sản phẩm này. Ưu điểm của nó là vậy nè, mình khẳng định cái này nó hay hơn những cái dòng máy mà đợt đây trước đây mình có sale đó, lỗ 450.000 và lỗ 650.000 á. Dòng trước đây là không phải LCD. Đây, chức năng đầu tiên của nó là chức năng hot tạc. Mình lắc qua đây là chức năng ạc hot. Lắc qua đây là mình sẽ chỉnh được cái hạt nào hết. Mình nhấn vào đây mình chỉnh hạt. Mình sẽ lên 60 hạt để mình xài vô máy phát điện. Đây là cái ưu điểm vượt trội của máy hàng cầm tay này. Đó, nếu mình xài điện mà điện gia đình mình á, thì mình sẽ xài là 50 hạt. Thì cái ưu điểm rất là lớn của máy này là gì? Mình sẽ xài được tốt trên máy phát điện. Lý do mình sẽ chỉnh được cái tần số của nó để nó phù hợp với máy phát điện. Đây, làm lại lần nữa nè, nhấn vô đây. Đầu tiên nè, nó chớp chớp, đây là chức năng hot tạc. Đó, hot tạc nha. Nhích qua đây là ạc hot. Nhấc qua đây là mình chỉnh, nhấn vô cái là mình sẽ giảm lại 50 hạt cho nó phù hợp với điện tại triển lãm này. Rồi 50 hạt, nhấn cái nữa là nó sẽ di chuyển qua, nhấn một cái nữa, lắc qua là nó sẽ qua chức năng này, gọi là chức năng valet đúng không? Đây, chức năng valet này cũng rất là hay. Chức năng valet này nó sẽ giúp mình bù thêm ampe, rất là hay. Hot tạc là bù điện áp, còn valet là bù thêm cái dòng, là được tăng thêm 10%. Tức là ví dụ cái điện áp ngõ vô nó lỡ nó có tuột xuống dưới 220 thì ngõ ra nó còn có 135 hoặc 130A dòng ra, thì mình mở qua chức năng valet thì mình sẽ tăng được cái cường độ dòng điện hàng lên thêm được 10% của cái đó. Đây, valet nè. Đó, mình nhấn đây. Mình để 0% là nếu mà điện áp ngõ vô chuẩn 220 thì mình không cần xài tới valet. Còn nếu quý khách mà muốn ở khu vực điện yếu á, hoặc là xài trên máy phát điện á, thì mình sẽ dùng cái chức năng valet này để mình bù lại cái điện áp ngõ vô nó bị tuột. Đó, mình nhắc lại lần nữa, hot tạc. Nhích qua một cái là ạc hot. Nhích qua một cái nữa là cái hẹt của nó. Đó, hẹt. Đây là valet. Thì ví dụ mình bù thêm dòng lên là nó sẽ tăng thêm được, nó bù đắp lại cái lượng điện áp mà ngõ vô bị hụt á. Đó, rất là hay. Và sử dụng màn hình LCD
có chức năng hot hot tạc, có chức năng chống giật nữa nè, quý khách nhìn nè. Đây mình chỉ tiếp nè, lắc cái này qua nè, hot chỉnh hẹt valet. Đây VRD nè, nhấn vô cái lắc qua on, đây có chức năng chống giật luôn. Nó sẽ hoàn toàn hay hơn cái con máy trước đây mình sell cho quý khách hàng giá 1 triệu đồng, rất là nhiều nha. Thì đó, hôm nay mình cũng đành lòng đem ra 1, 2, 3, 4, 5. Giá con máy này mình hồi trước đây mình nhập là mình tâm sự thật lòng với khách luôn, mình tính cho khách coi, mình bán buôn là mình nói thật. Đây, hồi xưa mình nhập 62 đô la, nhân với 10% chi phí nhập hàng, ê xin lỗi, 10% VAT, 5% chi phí nhập hàng chứ. Nói lại lần nữa nè, 62 đô, mình sẽ mất đi 10% VAT. Thời đó mình nhập là 10% với 5% cước tàu rồi đó, thì mình sẽ nhân cho 15% bằng, rồi mình sẽ nhân cho 20, thời đó mình nhập là 23.500, là 1.675.000 là giá vốn đã bao gồm 10% VAT đó. Thì bây giờ trong chương trình Việt Build này mình quyết định sell cái dòng máy này cho tất cả quý khách hàng giá là 1.350.000, có nghĩa là mình lỗ bao nhiêu không biết nữa, mà tóm lại giá vốn 1 triệu mấy, quên rồi đó, giá vốn 1.675.000, bây giờ mình sell cho quý khách hàng là 1.350.000. Đây là mình nói chân tình lý do sao nó mắc, bởi vì nó là một dòng máy cầm tay nhưng mà có dòng thật 140 ampe, có hot tạc, có chức năng valet, có nghĩa là bù dòng hàng. Nếu mà điện áp ngõ vào tuột xuống thì mình dùng valet để mình trợ thêm cái dòng hàng, và mình có chức năng hot là mình tăng thêm cái điện áp để hàng leo. Đặc biệt nó có chức năng chống giật luôn, VRD đó. Con máy này cầm rất là chắc tay, chắc hơn cái con kia, tại vì cái con kia là cái con nó học của con này đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàng liền cho tất cả quý khách hàng coi nha. Mình bỏ cái này xuống đó, mình quyết định mình sell là 1.350.000 cho dòng máy cầm tay xịn hào này. Mình khẳng định luôn, nguyên thị trường Việt Nam không ai có dòng này, mình dám khẳng định luôn. Tất cả những cái hãng khác nó đều nhập cái dòng mà chỉnh analog, tức là có cái màn hình bình thường thôi, chứ không có chức năng hot, không có chức năng là hot tạc và không có chức năng chống giật. Giá này nó rất hợp lý, dòng thật được 140 ampe. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàng cho tất cả quý khách hàng coi liền. Kẹp vô. Rồi mình làm liền. Tay mình luyện thành siết ra trưởng rồi, cho nên giờ đũa hàng là lấy ta. Mấy cái sỉ này là lấy tay móc móc là nó ra, thấy không? Đó. Xong rồi. Luyện riết là nó lên thành siết ra trưởng rồi. Không có cần đeo bao tay nữa, rồi gắn đũa vô. Đây là con máy ngày hôm nay là mình quyết định lấy ra 6 máy sell để coi tình hình sell lỗ vậy, rồi có khách hàng nào thương mến ủng hộ không nha. Rồi mình sẽ chỉnh dòng hàng tại chỗ này. Đây là đũa 2 ly 6, cho nên mình sẽ giảm dòng hàng xuống tầm, đây là dòng thật cho nên mình sẽ giảm xuống 60 ampe. Này nó hơi mắt hơi mờ, mong quý khách thông cảm để mình nhìn cái mình đưa qua cho coi hết thấy đường không. Luyện được thiết xa trưởng nhưng mà con mắt thì nó thành kim mao sư dương rồi. Rồi mình nó chỉnh ra 70 ampe nè, khách thấy chưa. Rồi mình sẽ tiến hành lấy cái hộp ra mình hàng, không có chơi hàng trên cái kia. Trong cái triển lãm này mà hàng tùm lum mấy ông bảo vệ lại la quá. Rồi mình hàng lên cái hộp nha. Kẹp mát của em nó đâu rồi? Đây, chọt vô. Rồi mình sẽ chọt thử một phát cho nó ăn ngay không? Không ăn là mình ăn cho hết luôn. Phát coi nè, nó sẽ bon nhẹ nhẹ nè, đã. Nè, mình sẽ chỉ nó hàng nè, giống như mấy chú mấy bác. Đây cái đồ mỏng, có này có 1 ly à, mình sẽ hàng cái đường vậy. Nè, để nhẹ nhàng vô. Rất là dễ mồi nè. Nó đụng nhẹ cái, nó sắp dãy lên. Rồi quý khách nhìn kỹ nha, mình đang để bao nhiêu ampe nha, coi nó đủ độ mạnh hay không. Dòng thật nó 140 ampe, cái máy này cầm rất là chắc tay. Bây giờ mình sẽ nhờ đứa nhân viên kinh doanh nó chọt chọt cái, mình đi lấy súng, mình mở cái ruột cho quý khách coi luôn. Có dòng máy này mình dám khẳng định ở thị trường Việt Nam có một mình kênh máy hàng em Quyền có luôn, màn hình LCD. Quý khách nào mà lên trang TikTok nè,
Alibaba nè, Tao Bao nè, AliExpress nè sẽ thấy con máy này. Hãng này là hãng Hanshi nè đó. Rồi mình nhờ đứa em gái nó hàng đó, rất là dễ mồi, cầm một tay nhẹ nhàng tình cảm thôi. Rồi mình sẽ đi mở ruột ha, đó không, nó bon được luôn đó, dở lên đó. Nó quý khách ra thấy nó bon rất dễ. Dòng mình đang chỉnh chỉ có 70A thôi. Giá sale như vậy là quá ngọt ngào rồi. Rồi bây giờ cái súng để đây, rồi để mở cái máy luôn. Đó, quý khách thấy sự dễ dàng của nó không? Tại vì trong triển lãm này thì mình không muốn kéo 3 ly 2 thôi, nó văng lửa lum, nó không có tiện. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở ruột luôn. Em gái nó hàng và mình sẽ mở ruột. Để cho mọi người tham khảo về nó luôn. Nha. Ồ, này máy này nó bắt chặt ghê. Nhìn cái bộ ốc nó đã thấy đẹp rồi. Đó. Dạ. Đó, nó rất là dễ hàng hết đó. Chết tôi. Đó, hôm tranh thủ lúc buổi trưa khách hàng đang ấy, đang đi ăn cơm thì mình làm video này cho tất cả quý khách hàng coi luôn nha. Kéo lên cái hộp mỏng luôn mà không sao cái theo. Mình thì đang mở cái máy đi. Rồi, được rồi. Chứ nó không phải tào lao đâu. Đó, bóng lưỡng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ khui cho khách coi luôn cái ruột này. Đúng rồi, nó còn cái lớp này nữa nè, nó phải cạy cái này ra nữa. Bây giờ phải lấy cái này, phải nhờ lấy cái gì mới cạy được ta? Cái dao hả? Cứ khách chờ mình chút, mình lấy cái dao mình mới cạy được cái này. Dít ba ke em có đem lên dít dẹp á. Nó phải này, nó có lớp bảo vệ ghê lắm, cho dù mình nó mở cỡ nào rồi nó vẫn không ra được. Bởi vì nó còn cái lớp áo đây nè. Mình sẽ mở cái áo này ra mới lấy cái đó ra được. Phải có dít mới mở được. Cứ khách chờ mình chút xíu. Nó kỹ cái này. Mình phải có đồ cạy cái áo này mới được, không có dít dẹp gì hết. Ây da. Ây da. Mình không có cái đồ cạy ra rồi. Không được. Tắt đi tí. Tắt đi. Không, rất là dễ mồi thấy không? Để 70A đúng không? Hiện giờ đang để 70 đúng không? Nè, quý khách nhìn nè. Đó. Mình đang bữa nay có mấy em nhân viên kinh doanh trên phòng trên triển lãm cho mình nhờ nó phụ. Đó, bây giờ mình sẽ cho khách coi nè. Còn dướng ốc nào nữa. Hay còn một con ốc mình chưa mở nữa. Nó dễ mồi lắm, mạnh lắm. Đây còn con nữa nè. Đó. Quá xịn hào luôn. Giá vốn 1.675.000. Con này là màn hình LCD, có chức năng chống giật, chống dính. Đó, đây là toàn bộ cái màn hình LCD của em đó nè. Đó, mình gửi cho tất cả quý hàng coi nha. Đó, nó sử dụng cái công tắc là nhấn này là mở nguồn, rồi mình cấm điện ngay chính cái con mình mở ruột luôn nha. Mình mở cho mình cho tất cả quý hàng coi. Đó, mình treo giá 1.350.000. Rồi tặng luôn cái kính đâu rồi, đang đeo rồi. Đây. Đây, tặng cho tất cả quý khách hàng một cái kính xịn hào luôn. Rồi cắm điện lên chưa nè, mình nhìn nè nha. Đây là công tắc nguồn nè, mở nè. Đó. Đó, khởi động lên. Đó.
nó chút xíu nữa quạt nó chạy, quạt nó mạnh như như là cái gì vậy nè, quạt của nó là mạnh lắm, gió thổi ù nè, hết nhìn nè, cái lực gió nó mát lắm nè, nó thổi nè, thổi nè nha, coi cái lực gió nó nè, nè đó nè, cái lực nó thổi vô cái túi nè, cho nên là máy này hiệu suất làm việc nó sẽ cao hơn cái con máy mình đang bán lỗ 450 ngàn. Con kia là nó không có màn hình LCD cho nên mình nhập giá 1.450.000, mình sale 1.000.000 mình lỗ 4.5. Còn con này mình nhập là con đời đầu luôn mà mình không có, từ đó giờ bán cho hết cái kia để mình thâu hồi vốn, thì bạn rất là may mắn, khách hàng trên kênh Máy Hạng Quyền đã tin tưởng là mua hết cái lô máy cầm tay giá 1.000.000 rồi. Thì cho nên bây giờ mình hôm nay mình sẽ lấy cái dòng này ra, dòng LCD đời đầu tiên là nó làm để xuất khẩu qua thị trường Korea. Máy này là nó bán rất là mạnh ở bên Hàn Quốc á. Nè, 140A dòng thật. Có thấy rõ nha, đó. Thì đó, trong video ngày hôm nay mình sẽ sale cái con máy này. Giá là 1.350.000, sale rất thật sale, tặng một cái kiếp. Đó, bây giờ mình sẽ nhờ đứa em nó hàn lại đây, đây toàn bộ. Hàn một cái đường 3 ly 2 nữa. Rồi mình sẽ khép video tại đây ha các bạn ha. Để chỉ ngắn gọn trong cái triển lãm diệt bill này thì mình sẽ cố gắng mang đến cho quý khách hàng một cái chương trình khuyến mãi cuối năm cho nó vui. Rồi mình sẽ để cái máy cho quý khách chiêm ngưỡng cái ruột nó luôn. Đó, để tại đây, quạt nó sẽ thổi ù ù ù cái miếng này đó, có thấy thổi nó mạnh không, xé ra để khách thấy nè, nó thổi cho nó vui. Rồi rồi nó hàng đổ 3 ly 2 được không nha, đây gắn vô siết chặt lại. Cái máy này mình cam đoan là cái cách siết của nó chặt hơn cái máy kia rất là nhiều, không bị tuôn. Cái cách đúc của nó vô, cái nhựa của nó vô trong cái con bù lon này rất chặt. Bây giờ 3 ly 2 mình sẽ tăng lên tầm 130A thôi. Mình để lại cái máy nè, 131A nè. Đúng không? Rồi. Chọt một phát ăn ngay nó hàng nha. Nó hàng cho tất cả quý hàng coi đó, đụng nhẹ là ăn, đụng là ăn. Đó, nó sẽ kéo một đường cho tất cả các bạn coi. Đừng có đè que em cái còng còng đây. Đó rồi, đừng có cong cái que. Nó để làm cong như cái võng là không có được. Đó, nó em nó đang bắt đầu hàng, rất là khỏe khoắn. Đó, còn tận dụng qua chức năng valet nữa mà mình chưa đụng vô valet nha. Đó, đang đốt đũa 3 ly 2 nha quý khách hàng nha. Rồi, hết cây đũa rồi. Đó, mình mời tất cả quý hàng quay trở lại chiêm ngưỡng cái dòng máy đời đầu. Đây là con rờ le song le nè, bo mạch làm rất là chuẩn nha, không phải tào lao đâu. Đây nhìn cái con rờ le, nhìn cái dòng máy này nó rất là tốt. Từ xưa giờ mình chưa bao giờ tung cái con này ra, lý do quá lỗ nha khách. Đây là con đời đầu tiên mình nhập về, rồi mình vì cái cơn đại dịch năm ngoái đó là mình dẹp luôn tới giờ này á. Rồi sau này thị trường nó mới tung ra những cái dòng máy copy cái mẫu này đó. Kể cả cái máy mình đang bán cho quý khách hàng á, nói copy thì cũng không đúng mà nó học đó. Cái nhà máy mà mình bán lỗ mà 450 ngàn là cũng học cái con này. Nhìn cái bo mạch con này nè, song le LCD nè đó, rất là tốt. Một cái tụ này rất là lớn đó, để mình rút điện nguồn ra. Rồi mình sẽ mở lật cái mặt bên kia cho quý khách hàng coi. Tùy quý khách nha, quý khách có muốn lấy cái kiến hoặc là lấy đôi bao tay chống cắt là tùy. Đây là bao tay này là trị giá 110 ngàn. Đó, ai có kiến rồi có thể lấy đôi bao tay Milwaukee này, đều được hết nha quý khách hàng nha. Rồi bây giờ mình sẽ lật cái máy qua mặt bên kia cho tất cả quý khách hàng coi. Đây là cái quạt của nó nha, rất là xịn hào. Nhìn cái bo mạch của nó, mình sẽ cho các coi cái bo mạch nó trong triển lãm này, làm luôn cho mọi người coi luôn. Đây, nó là đạt đẳng cấp của một con máy hàng chứ không phải là đồ chơi đâu. Đây mặt trên nè, thấy bo mạch linh kiện nó rất là đầy đủ chứ nó không phải là thiếu đồ đâu. Cái con máy này là cái kênh YouTube Anh Thợ Điện nó đã từng mở ra phân tích rồi đó. Quý khách nào có tiện thì mở ra cái kênh YouTube là Anh Thợ Điện á. Là Anh Thợ Điện đó, ảnh mua ở trên trang là Banggood. Thời đó ảnh mua cũng rất là đắt chứ không phải là mua được giá 1.350.000 đâu.
quý khách nào mà cứ biết cái kênh YouTube của anh Thợ Điện á, thì quý khách sẽ thấy anh đó anh có mua con này và anh có review. Đây đó, toàn bộ của em nó đây. Nhìn cái linh kiện của nó là rất là chắc chắn nè, biến thế là 100% dây đồng, cùng sơ cấp cùng thứ cấp, quấn hai cách ly rất là chuẩn. Đó, khách nhìn ra kỹ ha. Đó, bo mạch của nó nè, nó như một con máy lớn vậy đó, chứ không phải là nó làm tào lao đâu. Tuy nhiên nó thiết kế, đó là lý do nó giá nó mắc tiền, nó là thằng đầu tiên làm ra dòng này. Rồi đó, mình đã vừa đi qua sản phẩm mình sẽ sale trong triển lãm ngày hôm nay, là ngày 15 tây tháng 12, là máy cầm tay LCD có chức năng chống dính, chống giật, hot tạc, hạt hot, valet là để bù dòng, và đặc biệt là chỉnh được cái tần số từ 50 hẹt lên 60 hẹt để xài trên máy phát điện. Xong, một lần nữa cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi hết cái video này nha. Quý khách hàng nào chưa đăng ký kênh, nhớ nhấn nút đăng ký kênh và tận dụng cơ hội để mình sở hữu một con máy nhỏ, cầm tay, gọn, giá rẻ nha quý khách hàng nha. Bên cạnh cái việc mình gắn que hàng direct vô đây nè, quý khách hàng vẫn có thể là gắn một cái cây, một cái kiềm hàng que dài 8m, 10m miên man vô đây, để mình để một chỗ này và mình sẽ hàng trên cây kiềm giống dày vẫn được. Quý khách hàng vẫn có thể là gắn một cái cây, một cái kiềm hàng que dài 8m, 10m miên man vô đây, để mình để một chỗ này và mình sẽ hàng trên cây kiềm giống dày vẫn được nha quý khách hàng nha. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn quý khách hàng đã luôn luôn đồng hành và tin tưởng kênh Máy Hàng Em Quyền. Quý khách hàng nhớ nhấn nút đăng ký kênh và ủng hộ kênh Máy Hàng Em Quyền để có nhiều động lực hơn nữa nha. Xin thân ái chào tạm biệt quý khách hàng.